Tôi thấy đói rồi, muốn ra ngoài ăn gì đó, hai người đi cùng không? Nhưng vừa ăn cách đây 2 tiếng mà. À, tôi lại đói rồi. Ồ, cứ bảo sao không đi chơi bóng với bọn tôi. Thì ra là nhà có khách à. Chào các anh, tôi là Tuyết Cơ. Tôi là bạn của Cố Thế Nhất. Vì phòng chưa sửa xong nên 20 ngày sắp tới phải ở lại đây. Mong mọi người giúp đỡ. Xin chào, tôi là Thái Hậu. Xin chào. Xin chào, tôi là Dân Trạch. Trở nên hiểu chuyện như thế từ khi nào? Đúng rồi, giờ đúng lúc. Tôi muốn ra ngoài ăn chút gì đó. Các anh đói không? Muốn ăn gì tôi mang về cho. Không ăn. Tuyết Cơ, cô cũng hào phóng thật đấy. Chào mừng cô đến đây sống 1 năm. Tôi muốn ăn gà rán. Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy giấu giám đốc. Tôi muốn ăn sườn heo được không? Được thôi, không thành vấn đề. Tôi sẽ mua về cho các anh. Các anh chờ tôi nhé, bye bye. Ở có tốt không? Rất tốt. Nhưng tôi không tốt. Hôm qua cô ấy dám gọi tôi là tướng công. Thật sao? Cô ấy cứ thích nói đùa. Cảm giác cái gì cũng không thật lòng. Cũng không biết là thật sự thích tôi hay là vì tin vào giấc mơ nào đó. Cậu có thích Tuyết Cơ không? Sao có thể chứ? Vậy sao cậu lại để ý đến việc cô ấy có thích cậu hay không? Đây là cái gì? Không có gì. Tạp chí về bóng rổ. Được thôi, vậy tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Sao đều là những ví dụ ở Ấn Độ thế? Có thể tin được không đây? Không phải cô đi ngủ rồi ư? Sao lại ở đây? Không ngủ được nên chạy ra đây ngắm trăng. Vừa nãy anh bị tôi làm cho giật mình hả? Tôi không nhát gan vậy đâu. Thế nhưng trong giấc mơ của anh từng xuất hiện ánh trăng thế này chưa? Đừng nói những chuyện kỳ quặc nữa. Trước khi tôi tức giận thì về phòng đi. Cho dù anh không nhớ lại được thì cũng không sao. Nhưng mà tôi, cho dù phải ép buộc anh, cũng sẽ khiến anh nhớ lại duyên phận trong giấc mơ. Cô nói gì vậy? Cô đang ép buộc người khác, đồng thời coi đó là duyên phận của mình hay sao? Cô có biết bản thân mình không bình thường không? Cô có lý do gì chứ? Bây giờ tôi ngày nào cũng mơ thấy anh ấy. Anh và người đó trông rất giống nhau. Tôi chỉ có lý do đó thôi. Nhưng vẫn muốn anh có thể xác nhận giúp tôi. Quan trọng là tôi giống người đó. Nên cô mới có hứng thú với tôi sao? Thế thì hãy làm bạn gái tôi đi. Như vậy chẳng phải sẽ chắc chắn hơn sao? Dù sao trước đây cô đã làm rất nhiều chuyện tạo tiền đề rồi. Mục đích chẳng phải chính là muốn làm bạn gái của tôi hay sao? Vậy tôi có thể hỏi như vậy không? Tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi.
Xin lỗi. Xin lỗi. Hai người thôi đi, không phải chứ, đừng gây chuyện mà. Đi nhầm rồi ư? Đây có còn là nhà chúng ta không? Đây là... Các anh về rồi à? Sao lại lộn xộn thế này? Trước cơ à, nhà chúng ta vốn rất nhỏ, cô lại mua nhiều đồ như thế này, không để hết được. Trước cơ, tôi đã nói với cô rồi, sống ở đây không được tùy tiện chiếm chỗ. Nhưng đây đều là đồ tôi mua cho các anh mà. Anh xem, Thái Hậu, tôi mua giày cho anh nè. Thật sao? Ừ, bản giới hạn đấy. Còn nữa, tặng anh mấy chơi trò chơi. Không thể nào. Về sau những thứ này, cho dù có để chật nhà cũng không sao. Không chơi nhiều đâu. Những thứ này tuyệt quá đi mất. Tuyết cơ, tôi nói nghiêm túc nhé. Cô chính là thiên sứ, cô có biết không? Thiên sứ đó, thật không? Tặng chúng tôi thật à? Sẽ không đòi lại chứ? Tôi chưa từng nhận được quà đắt tiền như vậy. Tuyết cơ, cô cứ sống ở đây đi. Máy này chơi thế nào? Tôi rất muốn thử xem. Những thứ này tôi sẽ không đòi về đâu. Các anh cứ từ từ chơi. Cả những thứ này cũng tặng cho các anh đấy. Tuyết cơ, cô mua nhiều đồ thế này chắc tốn không ít tiền. Vậy tại sao cô còn sống ở đây? Sống ở đây là vì có lý do nhất định phải sống ở đây rồi. Đây là cái gì? Có cần lắp ráp không? Đây là quà tôi chuẩn bị cho anh. Không cần đâu. Xem qua một chút đi. Tôi sẽ không mặc đâu. Dù sao tôi cũng đã mua rồi. Nhận lấy đi mà. Cảm ơn nhé. Tại sao của họ là những thứ đó? Tôi... Của tôi... Lại là cái này. Bởi vì cái này là bản giới hạn trên toàn quốc đấy. Chỉ có hai chiếc. Tôi tự vẽ đấy. Cái này là tôi. Cái này là anh. Anh một chiếc. Tôi một chiếc. Xấu quá, tôi không mặc đâu. Xấu chỗ nào chứ? Chuyện gì vậy? Sao nhà bừa bộn thế? Cô về rồi à? Nhìn áo của tôi đi, có ngầu không? Mũ nữa có đẹp không? Máy này của tôi chơi trò chơi cực tuyệt luôn đó. Sao nhiều hộp thế này, bừa bãi thế này, toàn là tôi quét dọn cả đấy. Các người có lương tâm không thế? Nói khẽ thôi, Tuyết Cơ đang ngủ đấy. Không được quấy rầy thiên thần nhỏ của tôi. Thiên thần nhỏ? Mới có vài ngày đã thành thiên thần nhỏ của các cậu rồi. Này, cái này là của cậu. Đúng là cỡ của tôi này. Đẹp quá. Còn cái này nữa. Cái này là cho tôi sao? Cái túi này ngửi thôi đã thấy mùi tiền rồi. Còn nữa không? Tất cả đấy. Chuyển phát nhanh. Tôi đi mở. Để tôi mở. Chuyển phát nhanh hả? Đưa tôi. Cái gì đây? Mau mở ra.
Tuyết Cơ có ở đây không? Cái gì đây? Kho chuyển phát nhanh ư? Tuyết Cơ, có người tìm này. Sao anh lại đến đây? Đây là đồ ăn à? Là bánh kem. Là bánh kem mà lần trước em thích ăn. Tuyết Cơ, em sao lại ở nơi như thế này? Nơi thế nào? Nghèo túng, buồn chán. Cái gì? Nghèo túng, buồn chán? Đối với tôi thì đây là nơi nguy nga lộng lẫy rồi. Hay là mua cho mấy người một căn nhà nhé? Không cần đâu. Nào, mau tới ăn bánh kem đi. Nào. Có cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng không? Có mùi thuốc súng. Đi đi, về phòng đi. Ồ, đúng rồi. Chuyện anh về nước xử lý thế nào rồi? Ý em là chuyện ký hợp đồng với người mới. Hôm nay đã xem rất nhiều hồ sơ của người mới, giữ đang lựa chọn. Em thích mẫu người thế nào? Tôi hả? Tôi thích người cao, mặc quần áo đẹp, ngoại hình tuấn tú. Bình thường không thích nói chuyện lắm, trông cứ như núi băng, nhưng thực ra tính cách lại rất đáng yêu. May mà nói là đẹp trai, không thì tôi còn tưởng là em đang nói cậu ta. Nói gì thế? Thế nhất rất đẹp trai, được không hả? Tuyết Cơ, dạo này có muốn ra ngoài chơi không? Mấy ngày nay khá đẹp trời, muốn đi du lịch với anh không? Ừ, muốn. Có rất nhiều nơi muốn đi, nhưng gần đây không rảnh, hôm khác đi. Cảm ơn bánh kem của anh nhé. Tuyết Cơ, sao anh vẫn còn ở đây? Tuyết Cơ, anh không thể để cho em tiếp tục ở lại đây. Nếu em nhất định muốn ở lại đây, vậy anh cũng không đi nữa. Có quả cùng chịu. Tùy anh thôi. Sao anh còn chưa đi? Tất nhiên là không đi rồi. Tuyết Cơ cho tôi ở lại mà. Không còn thừa chỗ trống đâu. Chỉ còn sofa có thể ngủ thôi. Tôi không ngủ. Tôi thấy hình như tôi có ảo giác rồi. Nếu không sao lại xuất hiện một màn thế này? Thật khó tưởng tượng tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thì ra thế nhất của chúng ta là phong cách này. Nên chụp thêm mấy tấm nữa. Tôi đi xem phim đây, không kịp chụp rồi. Tới đi.
đến lâu rồi phải không? Không, uống gì nào? Nước cam đi, đi nào. Ngon không? Dạ cũng được, anh nếm thử với. Ồ, ngon đấy. Nhưng em vừa mới uống mà. Anh biết là em uống rồi, cho nên không sao. Phim bắt đầu rồi, vào trong thôi. Sao không xem phim đi? Em còn đẹp hơn phim. Lúc nãy sao em cười vui thế? Vì em thích kết thúc có hậu. Mỗi lần trong phim xuất hiện kết thúc có hậu, em liền giống như nhân vật chính, cảm nhận được hạnh phúc trong đó. Tuy em còn cách hạnh phúc đó rất xa, nhưng em vẫn rất vui. Khương Huệ, em là một cô gái rất tốt. Nhất định sẽ có người mang lại kết thúc có hậu cho em. Anh về rồi à? Bọn họ đâu? Đi uống rượu rồi. Ồ, thế sao anh không đi? Không gì sao hết, chỉ không muốn đi thôi. À đúng rồi, anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì tôi làm bánh kem cho anh ăn. Tôi vừa học được đấy. Không cần đâu, tôi không muốn lấy thân mình thử độc. Thử đi mà, tôi có lòng tin lắm. Đừng nướng nữa, hôm nay chung cư thông báo cắt điện đó. Không sao đâu, nướng xong trước khi cắt điện, rồi chúng ta cùng ra ngoài. Xong rồi. Sao hình như không giống trong sách nhỉ? Bỏ đi, để tôi làm lại cái khác. Khoan đã. Cũng được. Thật à? Đây là cái bánh khó ăn nhất mà tôi từng ăn. Thế sao? Sao thế? Bị thương rồi à? Không. Sao lại mất điện thật thế này? Tối quá. Điện thoại của tôi đâu nhỉ? Không ngờ cô không sợ trời không sợ đất, lại sợ bóng tối. Tôi đứng nguyên tại chỗ, đợi đó. Này,
Bọn họ đâu rồi? Chắc là ở bên ngoài cả đêm rồi. À đúng rồi, Khương Hòe đâu? À, hình như Khương Hòe đi hát với đàn anh của cậu ấy rồi. Chắc cũng không quay lại đâu. Buồn ngủ rồi à? Nhưng tôi muốn đợi có điện rồi mới ngủ. Đẹp thật. Sao anh có thể có thứ lãng mạn như vậy? Cô đừng hiểu lầm. Đây là chiếc đèn duy nhất không dùng điện mà tôi tìm được. Tôi rất thích chiếc đèn này. Vậy tôi đi đây. Cái gì? Này, anh có thể đừng đi không? Cho dù giờ đã có chiếc đèn này rồi, nhưng chưa biết chừng lát nữa là hết pin. Hết pin rồi căn phòng này lại chìm trong bóng tối. Cho cô 3 phút để ngủ đó. Còn 2 phút nữa. Được. Có người gõ cửa sao? Tôi đi xem sao. Mau đi, đóng cửa lại nhanh lên. Sao thế? Nước. Hai người sao vậy? Hai cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi, nhất định là Dân Trạch. Tối qua trong quán bar có người nói thích cậu ấy, cậu ta liền từ chối chê người ta mập. Sau đó cô gái mập đó vừa nhìn đã biết lai lịch không tầm thường, bây giờ sắp tìm đến tận nơi báo thù rồi. Cậu còn nói tôi hôm qua cậu thích bà chị đó, sau đó bạn trai người ta chẳng phải đến rồi hay sao? Nó không chừng chính là anh ta. Chắc chắn là cậu tán gái dây vào xã hội đen rồi. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Trước cửa nhà chúng ta có một đám người mặc đồ đen. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Chỉ đi ba một lần, không đến mức bị bắt chứ? Không sao đâu, để tôi đi xem. Xin chào tiểu thư Tuyết Cơ. Ngài Lý Triết sai chúng tôi đến giúp cô chuyển nhà. Nhưng mà tôi cũng không có nhiều hành lý như vậy. Những đồ cô cần chúng tôi đã giúp cô mua đủ và sắp xếp xong. Vậy đợi một lát. Tuyết Cơ, quá ra là bạn của cô hay sao? Dọa chết tôi mất. Đây là công chúa nước nào vậy? Không phải người có tiền bình thường đâu. Chắc có thể mua được một dạng người như tôi đấy. Cậu mà đắc vậy sao? À phải rồi, Khương Hòe sao vẫn chưa về vậy? Cô rốt cuộc là ai vậy? À,
Anh nói những người ngoài cửa hả? Chẳng phải anh đã nói rồi hay sao? Tôi là con gái nuôi của một gia đình giàu có. Nhưng trong giấc mơ của anh tôi là ai? Chỉ có thể dựa vào anh tự nhớ ra thôi. Suy cho cùng, đây là quá khứ, không phải chỉ thuộc về một mình tôi. Tôi nói như vậy hình như hơi phức tạp rồi. Đại ý chính là nếu như anh muốn biết tôi là ai thì anh sẽ biết thôi. Lại nữa rồi. Vào đi. Wow, đây là nhà chúng ta sao? Căn nhà to quá. Vậy tôi vào trong xem trước nha. Nhà sắp chuyển xong rồi, anh còn bất công đến đây một chuyến, rảnh lắm hả? Đặc biệt đến để thăm em đó. Tuyết cơ à, nhất định phải ở bên người đó hay sao? Cho dù chịu tổn thương vẫn muốn bên cạnh anh ta sao? Ừ, tôi nhất định phải tìm được người thuộc về tôi. Cho dù đau lòng, buồn bã cũng không sao. Cho dù bị phản bội thì vẫn không sao. Chỉ cần anh ấy chính là người tôi muốn tìm, tôi vẫn có thể nói ra hết những suy nghĩ của mình. Anh thật sự không hiểu sự lạc quan của em là tốt hay xấu nữa. Thật ra tôi không phải lúc nào cũng lạc quan đâu. Có lúc tôi cũng lén trốn trong chăn khóc đó. Sau này không vui thì nói là không vui, bị tổn thương thì nói đau, mệt rồi thì nói mệt. Nếu em không thể như vậy với người khác thì ít nhất đối với anh, em hãy có thể đi. Đi đây. Vào đi. Nhà to quá. Chỉ có hai chúng ta ở thôi hay sao? Khương Hòe, phòng của cô. Phòng của tôi to thế này sao? Phòng của mình tôi thôi hay sao? Đúng vậy đó, có thích không? Thích lắm luôn đó. Có điều nhà to như vậy, nhiều phòng như vậy nữa, đều do một mình tôi quét dọn hay sao? Đúng vậy đó, trước đó chúng ta đã quyết định như thế rồi mà. Quả nhiên trên đời này không có gì miễn phí hết. Nhà to như vậy, cho dù quét dọn một chỗ bất kỳ cũng phải mất cả buổi sáng luôn đó. Tôi không phải người bắt bẻ như vậy đâu. Phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, một tuần quét dọn hai lần. Còn những phòng khác cũng không dùng đến, một tuần quét dọn một lần thôi. Không được nuốt lời đâu đó. Nhưng mà khi tôi ở nhà thì cô phải nấu cơm cho tôi ăn. Tôi thích ăn cơm nhà lắm. Được, tôi làm. Tôi làm cả bàn tiệc cho cô luôn đó. Có điều, căn nhà lớn như vậy chỉ có hai chúng ta sống thôi hay sao?
Những căn phòng bỏ không đó đều để trống hả? Để trống thôi, chưa biết chừng sau này sẽ có bạn đến ở. Tôi đói rồi, nấu cơm cho tôi ăn đi. Tủ lạnh không có gì hết. Cho tôi sinh hoạt phí đi. Đây, cứ mua thoải mái đi. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát nha. Cảm ơn, nghỉ một lát đi. Tự nhiên tôi nhớ thiên thần nhỏ quá đi. Tôi thấy cậu nhớ quần áo cô ấy mua cho cậu thì có. Thật ra có người cũng đang thầm nhớ, chỉ là không thừa nhận mà thôi. Cậu nói xem người đó có phải cậu ta hay không? Alo, Thế Nhất. Khương Hòe, có phải cậu cầm cục sạc của tôi đi hay không? Đâu có, tôi có cái của tôi mà. Ơ, ở chỗ của tôi thật đây. Vậy mai tôi đi qua chỗ của cậu sẽ cầm cho cậu nhé. Không đâu, bây giờ tôi tự đi lấy. Nhưng mà bây giờ bọn tôi đang ở bên ngoài rồi. Ở bên ngoài làm gì? Về nhà đi, bây giờ tôi cần phải dùng. Sao vậy? Sao lại như vậy chứ? Khó hiểu quá đi. Đi thôi. Tôi có việc gấp, đi trước nha. Đi đâu vậy hả? Tối nay cậu mời bọn tôi ăn cơm mà. Lại thôi rồi hay sao? Cục sạc của tôi để ở chỗ Khương Hòe rồi. Tôi phải đi lấy. Là loại này đúng không? Cậu khỏi phải đi. Chỗ chúng tôi nhiều lắm. Dù sao cũng không phải loại đó. Tôi đi nha. Nè, tôi... Khẽ thôi, Đức Cơ đang ngủ trưa. Sao vừa mới ở bên ngoài mà giờ đã ngủ rồi? Cục sạc đâu? Ồ, lát nữa tôi vào lấy cho cậu nha. Hay là vào xem một chút đi. Trong này cực kỳ rộng, cực kỳ lộng lẫy luôn đó. Được. Sao lại ngủ dưới sàn? Hình như cô ấy thích ngủ dưới sàn thì phải. Lát nữa tôi phải đến trường rồi. Cục sạc của cậu ở phòng tuyết cơ trên tầng 2. Tự cậu lên lấy nha. Tôi đi ha.
Alo mẹ. Này, tối nay mẹ muốn đến chỗ con ngủ một hôm, cho mẹ địa chỉ của con đi. Mẹ ở nhà của anh không được hay sao? Anh con mấy hôm nữa sẽ thi rồi, mẹ sợ ảnh hưởng đến nó lắm. Mẹ, bây giờ con sống cùng với bạn của con, phải nói với người ta trước. Cái gì? Phiền phức thế hay sao? Thế để cho mẹ ngủ ngoài đường luôn đi. Mẹ chết ở ngoài đường, con cũng không phải lo. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy mà. Con đi hỏi bạn của con đã. Này, alo. Cái con nhà đầu chết tiệt này. Cô cản đường tôi. Anh đến lúc nào thế? Vừa đến. Cuối cùng anh cũng chủ động đến tìm tôi rồi. Chỉ là tôi thấy phiền phức quá. Có những giấc mơ kỳ lạ. Tôi nghĩ là vì cô cứ nói với tôi những chuyện đó. Thật sao? Anh mơ thấy tôi thật sao? Anh mơ thấy tôi thế nào chứ? Chuyện đó đâu quan trọng. Đó chỉ là mơ thôi. Cô muốn sống ở thế giới trong mơ sao? Cô biết không, Hương Hòe, tôi rất ngưỡng mộ cô đó. Tại sao lại nói như vậy? Nhà cô giàu có, cô lại xinh đẹp nữa. Sao cô lại ngưỡng mộ tôi? Không phải cô từ nhỏ đã lớn lên cùng với Thế Nhất sao? Có thể cùng chia sẻ tình bạn, sau đó yêu nhau. Nếu người này là tôi thì tốt biết mấy. Tôi với Thế Nhất không phải kiểu quan hệ đó. Quan hệ có thể dựa dẫm vào nhau cũng rất tuyệt mà. Dù sao cũng rất ngưỡng mộ cô đó. Chúng tôi giống như người nhà với nhau vậy. Gần đây cô rất ít gặp Thế Nhất đúng hay không? Hôm nay vừa mới gặp xong. Vậy thì lần sau đưa tôi đi cùng được không? Tôi thấy sau này cô tự liên lạc với cậu ấy đi thì hơn. Biết rồi. Nhưng mà tôi rất thất vọng đó, Khương Hòe. Tôi tưởng cô sẽ giúp tôi chứ. Người đã rơi vào bể tình, có phải đều trở nên ích kỷ thế không? Dường như chỉ nhìn thấy người mình yêu mà thôi. Hoặc là chỉ có cô mới như thế thôi. Không phải cô gái này. Đúng là còn một người nữa. Nhưng vì không ra ngoài, gần đây không thấy được, cho nên không có cách nào chụp được. Đợi sau khi cô gái đó quay lại, cô hãy chụp ảnh rồi gửi cho tôi nhé. Đúng là vô dụng. Phu nhân, cô gái mà bà muốn tìm đại khái trông như thế nào? Cô ấy rất đặc biệt, vừa nhìn là có thể nhận ra. Sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện làm nhiều món ngon cho tôi thế? Bởi vì tôi ăn dở đậu nhà cô mà, cho nên mới làm nhiều món ngon như thế cho cô. Không có gì đâu. Ăn đi. Tuyết Cơ à, tôi muốn nhờ cô một việc. Việc gì? Tôi thấy mình chẳng có lập trường gì để nhắc đến chuyện này với cô hết. Nhưng mà tôi thật sự hết cách rồi. Tuần này mẹ của tôi có thể ngủ lại đây một tối không? Mẹ cô hả? Ừ. Vì bên chỗ anh của tôi có chút chuyện không ở được,
cho nên bất đắc dĩ mới phải nói với tôi. Tôi cũng không muốn mở miệng với cô đâu. Lúc trước cô nói mẹ tôi với mẹ cô là bạn mà. Ừ, dì đến đây ở cũng được. Nhưng mà